Càng nhìn càng ngứa mắt á. Đi, đi, đứng lên, đi với con. Không có làm gì. Đứng lên, nhanh lên. Đi. Bảo Minh, Bảo Minh ra đây coi. Bảo Minh, chú vô đây. Chú đi vô đây. Hồng à, Hồng ơi, con đừng có làm vậy, chú xin con đó. Khi nào mà con chú ra đây nhận chú chăm sóc cho chú đi, rồi con không làm vậy nữa. Đừng mà. Cô nói gì? Đây là... đây là ba của thằng nhóc kia đó. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Chú, nè. Chú, chú, chú bánh vợ. Chú ơi, chú có sao không vậy? Nè, có chuyện gì vậy? Sao chú? Chú, à, chú ơi. Tại sao ông lại ở đây? Tôi không sao đâu. Xin lỗi đã làm phiền. Chú. Chú bên giờ. Chú. Còn đứng đây nữa. Chú bệnh nặng lắm, nó chạy theo đi. Mặc kệ ông. Nè. Minh. Nghe. Đang đi tới liền. Rồi rồi rồi. Nè. Ủa gì kỳ vậy? Ba mấy người không lo, mất mớ gì con nhỏ này lo. À, xin phép sư phụ cô ra ngoài một chút. Cô có sao không? Dạ em không có sao. Cảm ơn anh Khang. Không có chuyện gì chứ? Dạ không có gì. Để tôi đưa cô về nha. Dạ không cần đâu, em tự về mình được rồi. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2 lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2 V Channel. Pion luôn ở bên bạn mọi nơi, có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân, TV thông minh, giải trí mọi lúc mọi nơi. Pion không thể rời mắt.